À, xin chào các bạn, mình là Hoàng Anh, mình đến Celtic Studio. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ để hướng dẫn các bạn cái cách để kiểm tra bài cho nó kỹ hơn sau khi mà chúng ta đã làm bài tập xong. Thì đa phần là mọi người khi mà làm một cái bài này xong ấy, mà mọi người mà không kiểm tra kỹ bài, mọi người dễ để sót một số cái lỗi mà mình đã chỉ ra trong các cái buổi trước và chúng ta gặp những cái lỗi tương đương. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cách để mọi người tự kiểm tra lại bài. Thực ra thì khi mà mình kiểm tra bài của mọi người ấy, mình cũng kiểm tra kiểu như này thôi. Thì đầu tiên là ví dụ với một cái công trình như này ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra nó sẽ có một cái số cái lỗi mà các bạn hay mắc phải, ví dụ như là lỗi tạo com. Thì đầu tiên là mình cứ kích vào một vài com như này để mình kiểm tra đã. Nếu mà cảm thấy một cái thằng nào nó nghi ngờ nó không rõ thì mình sẽ chỉ hiện một mình nó thôi để mình xem cho nó kỹ xem là nó như nào, hoặc là mình cũng có thể ẩn thử nó đi để xem là xung quanh nó còn bị sót những cái thằng nào không. Ví dụ như bây giờ mình muốn kiểm tra xem là cái phần cửa kính của tầng này nhá, bạn có tạo hoàn hảo hay không nhá, mình sẽ chọn cái cửa kính này mình ẩn thử đi, sau đó mình quay qua mình xem như này. Thì khi mà như này thì thấy là ok, cái chỗ kính này tạo con có vẻ rất là triệt để, nó không bị sót tầm kính nào trong này cả. Đó, ok. Thì bây giờ tiếp theo một cái lỗi các bạn hay gặp phải ấy, là các bạn tạo con nó bị sót. Ví dụ như là cái tấm kính ở tầng này ấy, thì nhiều khi bạn lại tạo thêm cái con ở đây. Đó, thế thì nếu mà trong cái trường hợp đó ấy, thì khi mà mình kích vào cái con tấm kính này này thì cái khung component ấy nó sẽ to ra như này. Nó sẽ to ra như này. Thì bây giờ khi mà mình tích vào như này, các bạn thấy là cái khung này nó ôm trọn như này, thì như vậy là nó không khả nghi lắm, thì chúng ta có thể yên tâm là cái đấy tạo con tốt, nó không bị thừa. Tiếp theo bây giờ trong một cái bài như này thì các bạn thấy là như trong cái video phân tích về com rồi. Đây trên YouTube mình có để một cái clip này, quản lý bài vẽ đúng cách với component và group này. Bạn nào chưa xem thì xem cái clip này nhá. Thì mình có phân tích khá là kỹ rồi. Thì các bạn thấy là ở đây ấy, chúng ta cũng sẽ có ví dụ như cái này và cái này này nó cùng là tường với nhau. Như vậy thì nếu mà mình kích vào đây ấy, nếu mà bây giờ mình kích vào đây này mà nó chọn cả thằng này ấy, thì chứng tỏ là bạn tạo com đúng. Ví dụ đây này, mình tích vào đây. Thì ở đây nhiều khi nhìn nó không rõ lắm thì chúng ta có thể sử dụng cái lệnh để chỉ hiện mỗi mình thằng này thôi. Thì khi mà chỉ hiện mỗi mình thằng này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là ok, bạn tạo được com giữa hai thằng này với nhau, nhưng những cái com trong tường này có vẻ là bạn đang bị thiếu ấy. Thì bây giờ để mà khẳng định như việc đó, mình lại hiện đối tượng lên này và mình sẽ chọn thằng mình ẩn đi, chọn lốc cái thằng kính này mình ẩn đi. Đó, các bạn thấy là chúng ta thấy là chết rồi, có cái con tường bên trong. Như vậy là cái con tường bên trong bạn tạo đang bị thiếu này. Thì bây giờ để mà cho nó đỡ nhìn, nó đỡ ngược đỡ đỡ bị vướng mắt ấy, mình sẽ chỉ hiện một mình thằng này thôi và bắt đầu mình đi chui vào sâu vào bên trong. Thì như vậy cái lỗi đầu tiên nãy giờ mình kiểm tra ấy, thì mình thấy là bây giờ mình sẽ làm như này nhá. Bây giờ mình sẽ làm sao đó ấy, mình chọn mỗi một cái tầng này thôi, xong mình chỉ hiện một mình nó. Thì bạn thấy là nó chết rồi, ở đây mình lại bị thừa mất một cái com này. Một cái com này là một cái com rất là khó hiểu. Như vậy thì ở trong cái tình huống này mình sẽ khoanh cái lỗi này lại. Đây, mình sẽ khoanh cái lỗi này lại như này. Đó, và mình chụp hình và mình gửi cho các bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tạm thời mình ẩn cái đi. Tiếp theo này, ở trong trong cái đám này nhá. Trong cái đám này mình sẽ tạm thời mình ẩn cái con mình sẽ tạm thời mình ẩn cái con kính này, vì con kính ngon rồi. Tiếp theo mình ẩn cái con phụ như này. Thì ở đây ấy, là chúng ta đang có một cái con này, tất cả cái đống này nó đều là tường này, nhưng mà tự nhiên bà lại tách riêng cái thằng này ra này. Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ bị thừa mất cái con này. Đây, con này này. Đó, đây chúng ta bị thừa mất cái con này. Ở đây tiếp tục là mình muốn kiểm tra xem là cái bài này nó có bị sai nữa ở đâu không ạ, thì mình sẽ tiếp tục mình ẩn thằng này đi. Đó, ẩn tiếp thằng này đi. Như vậy là chúng ta ở trong này chúng ta chỉ có mỗi hai con mà mình vừa chọn thôi. Và ở đây các bạn có thể thấy rằng là cái con này này, các bạn nhìn vào đây nhá, các bạn thấy cái con này, cái này với cả cái này ấy, nó cùng là một tường, nhưng mà cái thằng này này bây giờ nó lại không nằm chung con với cả cái thằng bên này. Như vậy là chỗ này nó cũng bị sai nốt. Vậy thì thứ nhất là mình sẽ chụp ảnh lại cái chỗ này. Đó, mình khoanh cái con này lại và mình gửi cho các bạn là mình nói là cái con này nó bị sót. Tiếp theo là như nãy mình có phân tích ấy, là các bạn thấy là bản thân là cái thằng này và những cái thằng bên trong này này nó đều là tường xây thôi, đều là tường xây màu trắng thôi. Vậy thì ở đây bạn lại tạo một cái con như này. Thì đây mình sẽ dùng cái lệnh này. Thì ở đây bạn cái con này của bạn ấy là nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa, nó đang bị sót mất cái thằng bên này. Như vậy thì mình sẽ chụp ảnh cái phần này lại và mình sẽ gửi cho các bạn tiếp. Tiếp tục này, bây giờ mình sẽ vào bên trong cái con này nhá. Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh mà để hiện ẩn các đối tượng ngoài com đi. Thì các bạn thấy là theo như cái video hôm trước mà mình có phân tích quản lý com đúng cách ấy, thì các bạn thấy là theo như cái video đó thì ở đây chúng ta có những cái thằng này này,
Đây các bạn thấy nó bị sai com ở một chỗ này. Những cái thằng mà nó cùng vật liệu như này nhá, là nó nên nằm chung trong một com. Tức là chúng ta phải nên có một cái com nó nằm nó chứa hết những cái thằng này. Trong video đấy mình có phân tích kỹ rồi, các bạn có thể xem thêm cái video đó. Vậy thì như ở đây bạn để một cái thằng này nó bị vỡ này, xong thằng này tự nhiên lại tạo com này, thằng này tự nhiên tạo com này, thằng này tự nhiên tạo com, tự nhiên tạo com. Thì như vậy có thể nói là tất cả cái com này của bạn nó đang bị nát quá. Như vậy thì mình sẽ bắt đầu mình đánh dấu tiếp thằng này. Đó, và mình khoanh chỗ này lại. Mình chụp, mình khoanh chỗ này lại. Đó, mình gửi cho bạn. Tương tự chúng ta cũng sẽ có những cái com như này nó đang bị nát và chúng ta phải cho nó thành một cái com tổng thì nó sẽ dễ quản lý bài hơn. Thì ở đây mình những cái com như này nó cũng đang nát quá này, mình cũng sẽ chụp ảnh mình khoanh vùng lại cho các bạn như này. Đó, ok, xong rồi. Và các bạn để ý rằng là ở đây là nó là một cái nhà cao tầng, thế nên là nó sẽ có những cái tầng nó giống nhau. Ví dụ như là để mình kiếm một cái mặt này nhé. Ví dụ như ở đây, chúng ta nhìn đây chúng ta dễ dàng ấy, chúng ta có thể dễ dàng chúng ta thấy tầng này là nó sẽ những cái tầng này này là nó sẽ bắt đầu nó sẽ giống hệt nhau. Chúng ta loại bỏ những cái đối tượng như kiểu tường bao hay là gì đó. Chúng ta loại bỏ những cái đối tượng như tường bao hay đây ví dụ tường bao này, hoặc là đây tường bao này chúng ta loại bỏ này. Thì các bạn thấy là những cái thằng này mình cũng bỏ luôn nhá. Đây những thằng này mình bỏ luôn này. Thì các bạn sẽ thấy là những cái thằng này này, những cái thằng tường này này là thực chất là nó sẽ giống hệt nhau. Như vậy thì khi mà chúng ta kích vào bên trong cái com tường này thì nếu mà theo đúng lý thuyết ấy là đây các bạn thấy là những cái chỗ này nó cũng phải xanh hết lên. Như vậy là ok. Như vậy là những cái tường này là nó sẽ gọi là instant với nhau như này, ok này. Thì như vậy là ok. Còn nếu mà trong cái tình huống mà chúng ta mà thấy một có một cái tường nào đấy ấy, mà nó không instant với nhau là mệt. Ví dụ bây giờ tương tự nha, mình sẽ thử kiểm tra cái tường ở cái tầng này xem nó như nào nhá. Ở đây các bạn thấy là cái tầng này này, cái đoạn này là nó sẽ giống hệt nhau này. Thì bây giờ mình sẽ thử kích vào đây. Đó, các bạn thấy là nó chọn hết lên trên, ok ngon. Ok, bây giờ mình sẽ ẩn thằng này đi này, ẩn tiếp thằng này đi này. Bây giờ mình sẽ thử cái tường này nhá, mình kích vào cái tường này. Đó, các bạn thấy là ok, cũng instant với nhau đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một cái này các bạn học đến cái buổi số 5 ấy, thì các bạn sẽ rõ hơn. Ở đây ví dụ mình sẽ tạo ra một cái component nhá. Thì các bạn thấy là khi mà mình tạo ra một cái component và mình copy ra ấy, mình copy ra như này, ví dụ nhân 5 chẳng hạn. Thì khi mà mình chọn một com này, mình sẽ ấn một cái phím tắt để nó chọn hết tất cả những cái com instant với nhau. Tức là những cái thằng này nó đều là com instant với nhau này. Thì mình chọn một thằng, mình kích một cái là nó sẽ chọn hết tất cả những thằng còn lại. Như vậy thì khi ở trong này, mình nhìn trong cái bài này, mình sẽ đánh giá là thằng này là 1 này, thằng này là 2 này, thằng này là 3 này, là những com này nó sẽ instant với nhau. Vậy thì mình sẽ chử chọn thằng này, xong mình sẽ ấn cái phím tắt đó. Ở đây các bạn thấy là không được, chứng tỏ là những cái thằng này nó sẽ không instant với nhau. Bây giờ để mà khẳng định thêm ấy, mình sẽ kích vào trong này. Đó, thì các bạn chưa học phím tắt đấy, các sang buổi số 5 thì đó các bạn mới học cơ. Trong buổi này các bạn có thể đơn giản là kích vào đây, sau bạn kích đúp vào bên trong một cái. Thì các bạn thấy là nó sẽ, khi chúng ta chọn một đối tượng này này, thì những thằng ở dưới nó cũng không chọn theo, như vậy là nó không instant với nhau. Đó, như vậy là chỗ này bị sai rồi. Tiếp theo là mình sẽ kiểm tra về cái việc mà mặt nó có bị ngược mặt hay không, bằng cách là mình sẽ sử dụng một cái lệnh là lệnh anc. Thì với cái lệnh anc mình sẽ đổi tất cả mọi thứ về cái chế độ ngược, không vật liệu như này. Thì khi mà mình kiểm tra nó sẽ dễ hơn. Ví dụ mình thẳng vào thằng này, các bạn thấy là tất cả mọi mặt đều đúng đúng không ạ? Ok ngon, cái này không vấn đề gì này. Bây giờ mình sẽ thử ẩn một số thằng ấy nhá. Thực ra cái việc này nó rất là dễ thôi, chúng ta chọn một số thằng chúng ta thử chỉ hiện mình nó thôi. Ở đây thì chúng ta rất dễ dàng là chúng ta thấy là ngay chỗ này là nó chưa được, mặt nó đang bị ngược này, thì mình cần phải lật mặt lại cho những chỗ này. Rồi, ok, sơ sơ nó chỉ có như vậy thôi. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta làm một bài ấy, chúng ta rất dễ dàng chúng ta phát hiện ra những cái lỗi sai của mình, hoặc là những cái chỗ như kiểu như này này, chỗ này nó đang bị thủng này. Các bạn nhìn nó rất là dễ để nhìn thôi. Nếu mà chúng ta nghi ngờ ấy, chúng ta chỉ hiện nó lên một cái là chúng ta thấy là sàn chỗ này chúng ta làm nó bị thủng này.